chủ đề. Xin chào, chúng ta lại cùng gặp nhau trong Đẹp 24/7. Các bạn thân mến, béo bụng là việc rất thường gặp ở chị em phụ nữ, đặc biệt là ở khối văn phòng ít vận động. Và điều này thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy mặc cảm, tự ti và khó trong việc lựa chọn trang phục, phải không ạ? Nhưng mà có một cái câu hỏi mà chúng ta cũng thường hay thắc mắc là luyện tập như thế nào, bài tập làm sao vừa đơn giản, vừa dễ luyện tập mà lại phải vừa mang lại hiệu quả nữa. Thế thì ngày hôm nay, Đẹp 24/7 sẽ là câu trả lời hiệu quả nhất, hữu hiệu nhất gửi tới cho chị em phụ nữ. Và hướng dẫn các bài tập trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu huấn luyện viên Hà Phương. Chào Mai Trang, chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong Đẹp 24/7. Và ngày hôm nay thì sẽ là những bài tập để giúp cho vòng eo, đặc biệt là bụng dưới, thon gọn hơn. Ngày hôm nay thì Phương sẽ có bài tập gì đây? Hôm nay mình sẽ có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất sẽ là bài tập gập bụng, bài tập thứ hai sẽ là bài tập nâng chân, và bài tập thứ ba, bài tập cuối cùng sẽ là bài tập leo núi. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà không biết là luyện tập thì có đơn giản như thế hay không? Có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi. Bài tập đầu tiên chúng ta đi vào sẽ là bài tập gập bụng. Bước thứ nhất, từ từ chúng ta nằm xuống nào, hai tay đặt ở thái dương, chân co lên bằng vai. Từ từ siết bụng lại, gập bụng lên nào. Lên thở ra, xuống hít vào. Thở ra, hít vào. Động tác này mình sẽ thực hiện trong 4 hiệp, mỗi hiệp từ 12 đến 15 lần. Xuống hít vào, lên thở ra. Siết bụng lại nào. Ở bài tập này, những điều mình cần lưu ý, thứ nhất đó là mình cần phải siết bụng lại. Cái thứ hai đó là khi mà mình gập bụng lên, tránh để nhấc chân lên. Ở bài tập này, khi mình nằm xuống mình sẽ hít vào và khi lên thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Với bài tập gập bụng này mình sẽ tập trong 4 hiệp, mỗi hiệp từ 10 đến 15 lần. Mình cần phải rất nhiều kỹ thuật để tránh bị đau lưng. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Duỗi thẳng hai chân, chụm hai chân lại, hai tay ép sát vào hông, từ từ đưa lên một góc 90 độ. Khi đưa xuống, chúng ta cách sàn, chân cách sàn 10 cm. Lấy một hơi hít vào, đưa chân lên, thở ra. Xuống. Hít vào. Thở ra. Chúng ta cần lưu ý đối với những người mới tập, không nên hạ chân quá sâu sẽ khiến bị võng lưng. Khi võng lưng chúng ta sẽ gây nên bị đau lưng. Lên thở ra, xuống hít vào. Thẳng chân. Mình xuống thật chậm để cảm nhận cơ bụng dưới nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác cuối cùng, động tác leo núi. Bây giờ mình cũng bắt đầu nhé. Tư thế đầu tiên sẽ là hai tay vuông góc với sàn, hai chân mở rộng bằng vai, từ từ gập chân lại, siết bụng, chú ý là lưng mình cần phải thẳng. Chỉ cần 15 phút luyện tập mỗi ngày và hãy nhớ những động tác mà Hà Phương vừa mới hướng dẫn thì chắc chắn các chị em phụ nữ sẽ có được một vòng eo thon và bụng dưới không hề có mỡ bụng, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình, và nếu như có lỡ bỏ quên chương trình được phát sóng thì có thể vào fanpage của chúng tôi tại địa chỉ Đẹp 24/7 để theo dõi lại quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!